Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ngược dòng thời gian, khám phá lịch sử nước Nga, một đất nước rộng lớn với bề dày văn hóa và lịch sử vô cùng phong phú. Tôi thật sự rất tò mò về hành trình hình thành và phát triển của quốc gia này. Và thật may mắn, hôm nay chúng ta có sự hiện diện của chuyên gia lịch sử hàng đầu, giáo sư Nguyễn Quốc Tuấn, người đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu về nước Nga xin chào giáo sư tuấn xin chào ngọc mai và quý vị thính giả ngọc mai nói đúng lịch sử nước nga quả thật là một hành trình dài và đầy biến động tôi nhớ lần đầu tiên đặt chân đến moscow cảm giác choáng ngợp trước quảng trường đỏ điện kremlin khiến tôi muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ về nơi này ngọc mai có biết cái tên nga mà chúng ta vẫn gọi thực ra ban đầu lại chẳng phải tên gọi chính thức của đất nước này không thật sao Tôi cứ nghĩ từ xưa đến nay người ta đã gọi là nước Nga rồi chứ. Vậy tên gọi ban đầu của nó là gì vậy giáo sư? Câu chuyện bắt đầu từ những thành phố slaver ở Đông và Nam Âu. Truyền thuyết kể rằng, đầu thế kỷ thứ 9, người Varangian, một nhóm người Scandinavia đã vượt biển Baltic đến Đông Âu. Thủ lĩnh của họ là Rurik đã đặt chân đến Novgorod năm 862. Rurik được coi là người đặt nền móng cho nhà nước Nga sau này. Ngọc Mai nghĩ xem, một thủ lĩnh bộ tộc có thể tạo nên cả một quốc gia rộng lớn. Thật thú vị, phải không? Điều này thú vị quá. Vậy là từ một nhóm người Scandinavia, nhỏ bé, đã hình thành nên cả một quốc gia hùng mạnh. Vậy sau Rurik thì sao, thưa giáo sư? Người kế vị Rurik là Oleg. Năm 882, Oleg đã chiếm được Kiev, một thành phố Slava bên sông Nep. Kiev trở thành trung tâm thương mại giữa Scandinavia và Constantinople, tạo nên một quốc gia thống nhất đầu tiên gọi là Rus Kievan. Oleg cũng là người đầu tiên chuyển thủ đô về Kiev. Ông còn tấn công cả Constantinople nữa đấy. Wow, thật là một vị thủ lĩnh tài ba. Tôi cứ nghĩ Constantinople là bất khả xâm phạm cơ đấy. Đúng vậy, Constantinople là một đế chế hùng mạnh. Tuy nhiên, theo biên niên sử Slaver, Oleg đã khiến đế chế này phải ký kết hiệp ước thương mại với mình. Ngọc Mai có đoán được ông ấy đã làm điều đó như thế nào không? Tôi không biết nữa, có lẽ là bằng sức mạnh quân sự chăng? Oleg đã đóng chiếc khiên của mình lên cổng thành Constantinople như một lời tuyên chiến, một hành động táo bạo và đầy tính biểu tượng. Sau Oleg là Igor, rồi đến Vladimir người đã mở rộng lãnh thổ đến tận Biển Đen và dãy núi Caucasus. Nhưng thời kỳ hoàng kim của Rus Kievan phải đến triều đại Yaroslav Anh Minh, chất của Oleg. Yaroslav Anh Minh, cái tên nói lên tất cả. Tôi rất muốn nghe giáo sư kể về ông ấy. Yaroslav đã làm rất nhiều việc cho nước Nga. Ông soạn thảo luật pháp, liên minh với các quốc gia khác, khuyến khích nghệ thuật. Ông đã biến Kiev thành một trung tâm văn hóa và chính trị sầm uất. Ngọc Mai có biết, ông ấy còn xây dựng cả một bức tường thành dài bao quanh Kiev, rộng đến 60 hecta không? Thật sao? Một bức tường dài như vậy? Quả là một công trình vĩ đại. Vậy sau thời kỳ Hoàng Kim này, nước Nga như thế nào thưa giáo sư? Sau Yaroslav, nước Nga lại bước vào một giai đoạn đầy biến động. Có chiến tranh với quân Mông Cổ, rồi đến sự trỗi dậy của Moscow. Đến thế kỷ 15, Moscow đã đủ mạnh để lật đổ ách thống trị của Mông Cổ dưới thời Ivan Thuế, hay còn gọi là Ivan Đại Đế. Ivan Đại Đế cũng là người đã thống nhất nước Nga. Vậy là sau bao nhiêu thăng trầm, nước Nga đã được thống nhất? Chắc hẳn người dân Nga phải rất vui mừng. Đúng vậy, nhưng cuộc hành trình của nước Nga vẫn chưa dừng lại ở đó. Còn rất nhiều câu chuyện thú vị nữa về Ivan Bảo Chúa, Peter Đại đế, Catherine Đại đế mà tôi muốn chia sẻ với Ngọc Mai và quý vị khán giả. Nhưng chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn giáo sư Tuấn vì những câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Tôi đã học được rất nhiều điều thú vị về lịch sử nước Nga. Quý vị thính giả, đừng quên đón nghe phần tiếp theo của chúng tôi để cùng khám phá thêm về những biến cố lịch sử quan trọng của đất nước này nhé xin chào và hẹn gặp lại